Xin chào các bạn, mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh mình nha. Hiện tại thì mình đang ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình đến đây tiếp tục quay cho các bạn xem chủ đề là tàu container nha các bạn. Hiện tại các bạn đang xem trên màn hình là một chiếc tàu buôn được mang tên là Cát Lái Express ha. Nó giống như là một cái tên của thương hiệu tàu đưa khách ở ngoài Phú Quốc các bạn, Express gì đó. Nhưng mà đây là Cát Lái Express ha. Thì nếu mình có đọc sai sót thì mong các bạn thông cảm giúp mình. Thì ảnh đang ở ngoài gọi là đầu ngoài kia, đang chạy vô trong này để mà gọi là vô cảng Sài Gòn ha. Thì cái đường này sông này nó khá là nhỏ nhưng mà chuyên dành cho tàu buôn lớn chạy, cho nên là hầu như là chiếc nào đi ngang đây cũng toàn là những chiếc siêu to khổng lồ không à. Đó là mình nói về dạng tàu buôn nha, mình không tính những cái ông anh này đang tèn tèn đi nha các bạn. Nhiều bạn nhiều khi khó quá các bạn thắc mắc mình vấn đề đó ha. Thì cũng như video trước mình có nói là những cái mẫu mũi của tàu buôn kiểu mô bằng mình không có khoái lắm, nhưng mà riêng về cái mẫu như thế này là mình cực kỳ thích mắt các bạn, nó nhìn rất là ngầu luôn, quá khủng rồi. Trời ơi, nhìn cái vỏ lãi với cái ghe nó không có thấm thía xi nhê luôn các bạn, ít thiệt chứ. Đó. Để ảnh gần chút xíu thì cái ống kính mình nó sẽ zoom lại gần thì các bạn thấy nó sẽ rõ hơn và đẹp hơn. Hiện tại thì nó đang hơi xa xa, cái ánh nắng mặt trời nó dạ vô các bạn thì nó hơi xanh xanh chút xíu ha. Hiện tại thì nắng đang rất là gắt. Trời ơi coi kìa, hết biết thiệt chứ. Quá trời cái mặt nạ phía trước rồi. Thì nó chiếc này nó có cái chiều dài cũng khá là khiêm tốn luôn các bạn, chỉ 172m và chiều ngang là 28m thôi. Nhưng mà phải nói là với cái kiểu thiết kế của cái mặt nạ như thế này là nhìn cực kỳ là đã. Nó ngầu dữ lắm luôn các bạn. Thì hiện tại chiếc này đang chạy với 11 hải lý, gần 12 hải lý là cái tốc độ hiện tại cập nhật một phút trước ha. Trời ơi, cái anh vô lãi này anh muốn chết cái gì, anh chạy gì mà song 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 tàu buông nè, một hồi sóng nó quánh đụt ơi là chắc lật ngang quá. Ôi ôi, ở phía sau một chiếc nữa kìa các bạn ơi. Quá trời, có tiếng kèn luôn rồi các bạn, khủng khiếp thiệt chứ. Đây mình sẽ cho các bạn xem lại chiếc này ha. Trọng tải của chiếc này là 18.800 tấn và trọng tải tối đa mùa hè là 24.500 tấn ha các bạn. Chiếc này là được đóng vào năm 2023, là mới đóng luôn ha. Đây, trời ơi. Sao mà nhìn cái mỏ nó khá là đẹp nhưng mà tới khi nhìn ngang thì lại là cái mỏ bằng. Mình đã bị ảo giác rồi các bạn. Quá khủng khiếp rồi. À, cái tên chiếc tàu là Cát Lái Express nhưng mà ngược lại là cái thông tin thông số ở phía sau là Singapore. Lá cờ thì không biết lá cờ của ai, đây mình cho các bạn xem. Đây là cái lá cờ một cái tấm màu đỏ thôi các bạn. Trời ơi, cái ống bô gà còn hơn là một cái ống cống nữa các bạn ơi, quá khủng khiếp rồi. Đây mình sẽ trở lại cái chiếc mới cho mọi người xem. Tròn ô cái gò má kìa các bạn ơi, nhìn nó phê một cái nha, cực kỳ là đã luôn các bạn. Quá xá, chiếc này là chở khẩm đường luôn rồi. Ôi ôi, sóng nó tới rồi kìa mọi người ơi. Chiếc này đã có tên là Lian Dung Giang. Trời ơi, cái tên gì mà đọc lẹo lử gì chàng. Chiếc này thì đang về cảng Sài Gòn ha, dự kiến là khoảng 8 giờ tới nhưng giờ này là 11 giờ trưa rồi. Đây mọi người xem cái lượng sóng của nó đây.
Hiện tại là ảnh đang chạy với tốc độ là 12 hải lý ha. Chiều dài chiếc này khá là ngắn, khiêm tốn, chỉ có 148 m thôi mà chiều ngang nó tới 23 m. Thì chiếc này là chiều ngang khá là rộng ha. Lá cờ của chiếc này là đảo Mahatta gì nữa các bạn. Mình khó đọc quá. Trọng tải thì nó khá là khiêm tốn, không có nhiều. Và mình cũng không có đề cập tới cái trọng tải để làm cái gì ha. Chỉ biết là chiếc này đóng vào năm 2023 là trong năm nay thôi. Thì mọi người xem tham khảo chơi. Nhìn cái mặt kìa. Hết biết rồi, đó để chẻ nước mà đừng cho nó cản nước đó các bạn. Quá khứ thiệt chưa. Chiếc này là chở tới công chuyện luôn rồi. Chở quá khứ luôn chứ, cái mũi là các bạn thấy là nó muốn hết cái phần mũi luôn rồi. Wow, anh tăng tốc lên để nôm cua kìa mọi người ơi. Ôi, nước phía sau anh đạp kìa. Còn hơn là giống như là một cái đập thủy điện mà đang xả nước nữa. Ok à. Quải trưởng thật chứ. Đây mọi người có thể xem ở phần phía sau, cái động cơ cũng như chân vịt nó đạp nước đây ha. Sóng phải nói là nó đạp cực kỳ là mạnh luôn. Quá khủng khiếp cho một chiếc tàu. Còn riêng về phần mũi thì mọi người thấy thì nó đã khẩm cái mỏ neo, nó muốn đụng mặt nước luôn. Sống cái phần mũi thì nó đã triệt hết rồi, hay thật sự. Tính ra cái mỏ quả lê nó được ra đời mà nó giúp những chiếc tàu buôn này tiết kiệm biết bao nhiêu gọi là nhiên liệu ha. Ôi, cái tiếng càng ình hậu thiệt chứ. Đây, bây giờ anh ôm cua là anh sẽ nghiêng một bên cho các bạn xem đây. Quá khứ thiệt. Thì hồi sớm tới giờ á, mình quay cho các bạn xem là những cái chiếc tàu nó chạy vô không à, chưa có chiếc nào chạy ra. Thì cho nên là cái chiếc này mình sẽ quay cho các bạn xem là một chiếc tàu buôn đang chạy ra ngoài khơi ha các bạn. Cái chiếc này á, là mình thấy cái tên in ở trên cái thân tàu là Nam Sung ha. Nhưng mà tên trong cái gọi là thông tin mình cập nhật thì không phải các bạn. Tên của cái chiếc tàu này nó có tên là... sáp gì đó mình quên mất,
tiêu rồi ta, nãy mình mới tìm tìm được, tự nhiên giờ nó hơi bị gọi là ngáo rồi các bạn. Tên tiếng Việt của chiếc tàu này gọi là tàu sao. Đây. Tàu mà tên tàu sao là sao? Lý do tại sao các bạn? Chiếc này thì được đóng cách đây 10 năm, năm 2013 các bạn. Thì cái trọng tải của cái chiếc này là 20.000 tấn, tối đa là 23.000 tấn ha. Thì chiếc này nó đến từ đảo Massa hay là Mosso vậy đó các bạn. Tàu 10 năm nhưng mình thấy còn khá là mới ha. Dài 172m và chiều ngang là 28m. Chiếc này thì nó đang chạy về Thái Lan. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh của chiếc tàu chạy đây. Nhìn cái chiếc ghe lưới kế bên này với chiếc tàu buôn, phải nói là nó như là một cái gọi là em bé mà đi trong giữa đám đông như các bạn. Còn chiếc này phải nói là rất là to ha. Đối với thể loại tàu buôn thì chiếc này nó không gọi là bự, nhưng mà đối với trong sông này và những chiếc ghe kế bên thì nó là gọi là một cái chiếc ghe khá là to và khá là khổng lồ. Cũng như các bạn thấy thì cái quả lê ở phía trước nó đang đội nước lên đây, ghê chưa. Nước thì các bạn cũng nghe xè 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 ha. Trời ơi, tốc độ đang đi là 12 hải lý. 12 hải lý là cập nhật trước đây 2 phút. Thì 2 phút kia chắc mình nghĩ là bây giờ không tới đâu, tại vì ảnh đang ôm cua thì tốc độ nó sẽ bị hạn chế lại khá là nhiều hết các bạn. Ôi, ảnh ôm cua, ảnh nghiêng cua kìa. Wow, khủng khiếp thiệt chứ. Bởi vì không biết ở chiếc này nó có cái phần chân dịch ở phía trước mũi không, cho nên là sao mà ảnh ôm cua dữ dằn thiệt, quá đỉnh. Chứ thường thường thì những cái chiếc dài như thế này thì cái phần mũi á, nó sẽ ôm cua cực kỳ khó. Nhưng mà anh này anh ôm cua gắt, mình nghĩ là có cái phần chân dịch ở phía trước rồi. Ôi ôi, đây là Nam Sung Cà Lai hết đây. Đây Nabro gì nè các bạn, Mybrujo gì đây ha, tên tàu đó các bạn, Starship Belarus suốt gì đó. Không biết thì mình hơi nói hơi dạng linh tinh, thì mong các bạn thông cảm hoặc là góp ý cho mình đi nha. Chứ đôi khi thì những anh em hơi khó tính mà xem thì nếu cảm thấy không chịu được thì có thể lướt qua xem video khác giúp mình. Còn anh em nào yêu quý mình thì có thể góp ý cho mình trong cái phần bình luận nếu như các bạn gần về những chiếc tàu buôn như thế này nha các bạn. Mình sẽ quan sát ảnh chạy tới cái xóm nhà lá bên kia coi là nó cao hơn cái xóm nhà nó cỡ nào nha. Nhìn ở phía xa thì mình có tưởng đâu là chữ Samsung không mà ha, nhưng mà Nam Sung. Quá cao luôn. Thùng công thì mình thấy khá là ít. Ở phần ở phía sau lái thì mình không thấy chở nhiều nha. Mình nghĩ chiếc này nếu như mà đúng tải thì giữ gì nè. Quá khủng khiếp rồi. Ghê vậy. Đâu giờ anh đang ôm cua đằng kia rồi, các bạn thấy cái mũi ở đây. Ồ, nó nổi quả lên luôn nè. Trời ơi, dị dàng chưa, quá kinh dị luôn. Lượng sóng là khổng lồ đó các bạn. Ồ, quả lê nổi lên đó các bạn.
Ôi ôi, nó ôm cua kìa. Đó. Đây là cái xóm nhà lá của các bạn đây. Trời ơi, cái thùng container mà nó cao hơn cái xóm nhà luôn kìa các bạn. Ghê gớm thật sự ha. Wow. Còn một tí nữa thôi là anh đã khuất dạng khuất bóng rồi. Nhưng mà cái gọi là lâu đài tình ái của anh thuyền trưởng thì vẫn còn ló dạng ở trên nóc nhà của những cái nhà ở trên xóm nhà lá đây. Trời ơi, cao khủng khiếp thật chứ. Quá khứ thật chứ. Cái này mà ở dân ở miền Tây của mình mà lâu lâu mà thỉnh thoảng mà gặp những cái chiếc này chắc là bỏ ăn luôn các bạn, để đi ra câu á. Nó trên dây cột điện luôn kìa. Khủng khiếp thiệt. Thôi video mình xin tạm dừng tại đây nha. Mình cũng rất là vui khi được các bạn xem tới giây phút này nha các bạn. Và mình hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo trên kênh YouTube của mình nha.